Tôi rất xúc động bởi vì cuộc đời của tôi, hạnh phúc của tôi, tình yêu của tôi và tài sản của tôi cũng là chính nhà hát này. Tôi hôm nay rất là xúc động trước quý vị và tất cả những người bạn, những người đồng đội của tôi. Chúng tôi đến nhà hát này từ khi còn 15-16 tuổi và bây giờ chúng tôi đã trở thành ông nội, bà ngoại. Và hôm nay là một ngày thật là thiêng liêng, một ngày thật là đáng nhớ, không những trong trái tim của chúng tôi, cũng như trong trái tim của quý vị. Đây là những người đến đây để chia vui với chúng tôi và để nhớ mãi một danh hiệu, một nhà hát, một cái nôi của nghệ thuật hàng đầu của đất nước. Và đây là chính là cái nơi đào tạo tất cả các nghệ sĩ tài danh nhất của đất nước này. Hôm nay một lần nữa xin cảm ơn các quý vị đã có mặt tại đây và một lần nữa cho tôi được cảm ơn nhà hát này. Cảm ơn tất cả những người thầy, tất cả những người bạn, những quý vị khán giả đã dành cho tôi một cái lòng yêu ái, một sự đón nhận. Mà cho đến bây giờ, ở cái tuổi gần 70, tôi lại được đứng trên sân khấu để hát cho quý vị nghe. Thật là xúc động. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất tri ân của nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu. Và ngay sau đây thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu sẽ gửi tới chúng ta ca khúc Anh ở đầu sông, em cuối sông, sáng tác Phan Huỳnh Điều. Thưa toàn quý vị và